Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Chí đã nêu bật ý nghĩa lịch sử quan trọng của chiến thắng Điện Biên Phủ trong lịch sử dân tộc Việt Nam cũng như lịch sử thế giới hiện đại, đặt dấu chấm hết cho chế độ thực dân Pháp trên đất nước ta và trên toàn cõi Đông Dương, góp phần to lớn bảo vệ và phát triển những thành quả của cách mạng tháng 8, tạo tiền đề điều kiện quan trọng để giành thắng lợi cuối cùng là thống nhất đất nước vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ukraine tỉnh Odessa tham gia chiến đấu tại Việt Nam đã ca ngợi dân tộc Việt Nam anh hùng dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, và Hồ Chủ tịch đã làm nên một chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Chiến dịch Điện Biên Phủ đã chứng minh một điều: trong chiến tranh, người chiến thắng không phải vì có nhiều vũ khí hơn, mà là người có tinh thần mạnh mẽ. Lễ kỷ niệm là dịp tốt để cộng đồng Việt Nam tại Odessa bày tỏ lòng tri ân của những người con xa xứ đối với công lao của lớp cha ông trong các cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập dân tộc. Chúng tôi ôn lại cái kỷ niệm, cái lịch sử của Việt Nam, và điều thứ hai nữa là chúng tôi muốn giáo dục các cháu thế hệ thứ hai, thứ ba sống ở quê hương thứ hai lúc nào cũng phải nhớ về cội nguồn, nhớ về dân tộc mình để cố gắng có những cái mà tiết bước cha anh. Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày hôm nay thì cho chúng cháu hiểu thêm được về lịch sử của Việt Nam, và chúng cháu là những thế hệ trẻ sẽ cố gắng noi theo những tấm gương của các chú các bác, của những người đi trước ạ. Chúng em là đại diện thế hệ thứ hai sinh ra tại mảnh đất Odessa xinh đẹp, và chúng em vô cùng tự hào về một đất nước tuy bé nhỏ nhưng có thể thắng được cả một cường quốc lớn như vậy. Đây cũng còn là dịp để các cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Odessa gặp gỡ ôn lại những kỷ niệm thời chiến trường, giữ gìn và phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Các cựu binh luôn đi đầu trong các phong trào xây dựng cộng đồng, làm công tác đối ngoại nhân dân trong quan hệ với các cựu chiến binh Ukraine đã giúp nhân dân ta trong chiến tranh, thể hiện đúng truyền thống dân tộc Việt Nam, uống nước nhớ nguồn. Ngày hôm nay tất cả các đồng chí cựu chiến binh đều có mặt và đem đến một cái tâm tư tình cảm tri ân tới tất cả những các cựu chiến binh đã tham gia chiến đấu và đã hy sinh mất mát trong cái thời kỳ chiến tranh chiến thắng Điện Biên Phủ. Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại thành phố cảng Odessa được khép lại bằng chương trình văn nghệ đặc sắc. Tiết mục được đội văn nghệ cộng đồng dàn dựng công phu và hoành tráng với những vần thơ, bài ca, điệu múa ca ngợi chiến thắng Điện Biên, ca ngợi quê hương đất nước. Có tiền đây sáng xa rồi.